Ok, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái trải bài, đó là thông điệp trước thềm năm mới nha. Coi là bạn có những cái thông điệp gì, điều gì mới tới, hay là có những cái vấn đề gì ha. Nói chung là vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài đi ha. Tụ bài số 1, bạn nhìn hình thôi để chọn thôi. Tụ bài số 2 và tụ bài số 3. Rồi bạn có thể bấm đứng màn hình lại để dễ chọn hơn ha. Bạn nào mà có thời gian làm giùm mình cái stamp, tại vì mấy bữa nay mình cũng hơi bận một chút xíu, có mấy video cũng chưa có làm. Mình sẽ cập nhật lại. Rồi bây giờ đây, tụ bài số 1, tụ bài số 2, tụ bài số 3. Bạn có thể bấm đứng màn hình lại để chọn ha. Xin trả bài riêng hoặc 2024 thì inbox giùm mình đang trả dần mấy cái video trả bài năm 2024, các bạn đợi giùm mình nha, tại vì nhà mình mới có tan xong ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 được chưa bạn? Rồi bây giờ mình muốn check cái năng lượng của bạn trước. Tụ bài số 1 của chúng ta. Tụ bài số 1 ở 2 phút đi ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ thấy đó là cái cuộc sống của bạn nó sẽ có cái sự cân bằng nhiều hơn và nó tốt hơn trong những cái gọi là sự sắp xếp cái cuộc sống cá nhân của bạn. Và mình thấy là bạn bớt cố chấp hơn, bạn sẽ có thể là cởi mở được rất là nhiều thứ, và mình cảm thấy là có thể sẽ có những cái cơ hội sẽ đến với bạn trong cái năng lượng này. Và những cái cơ hội này đó là mình nghĩ là có thể là khi mà bạn đón nhận những cái điều mới á, và bạn có thể bước ra khỏi cái vùng an toàn của bạn á, thì nó sẽ có những cái gọi là bất ngờ dành cho bạn. Mà những cái sự bất ngờ này á, thì mình nghĩ nó sẽ đến từ cái việc đó là cái sự kiên nhẫn của bạn á, nó có kết quả, nó có hiệu quả. Và mình cảm thấy như là kiểu bạn bạn chịu. Có thể là có cái khoảng thời gian á, bạn bỏ đi, bạn bỏ cái lòng tự tôn của mình, hoặc là bạn 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 bỏ đi rất là nhiều thứ của bản thân mình đó, để mà bạn chạy theo một cái điều gì đó. Thì bây giờ bạn đã có thể là lấy lại được một cái năng lượng cho chính cái bản thân của mình, có thể là cân bằng lại, có thể là bạn không quá kỳ vọng về cái điều gì đó, có thể là bạn chọn cái cách đó là rời đi khỏi những cái mà nó làm cho bạn cảm thấy nó mệt mỏi. Nhưng mà cái chính cái điều đó đó nó lại làm cho cái năng lượng và cái cảm xúc của bạn hoặc là mọi thứ của bạn nó cân bằng. Và mình nghĩ rằng là bạn nó đã đến cái lúc để mà bạn mở những cái cánh cửa để gặp nhiều người khác nữa nha. Trong cái tình cảm như trong cái cuộc sống, bạn sẽ gặp nhiều cái cơ hội nữa. Và ở đây thì mình thấy là có những cái cơ hội rất là tốt đối với bạn. Nếu mà nói về chuyện tình cảm thì bạn sẽ có nhiều hơn một cái mối quan hệ ha. Sẽ có nhiều hơn một mối quan hệ sẽ đến với bạn. Về cái năng lượng cá nhân của bạn á, bạn có thể là sẽ không có phân vân nữa và sẽ có thể lựa chọn một cái đường hướng để mà đi về phía trước. Và mình cũng cảm thấy là cái năng lượng này của bạn đó là bạn sẽ bước ra khỏi cái phòng của mình, bước ra khỏi cánh cửa nhà của bạn, bạn sẽ đi đâu đó, bạn sẽ làm những cái điều mà bạn cho cái mình cái năng lượng của một cái việc đó là mình phải lựa chọn cái con đường mình đi, mình sẽ không đứng ngã ba đường nữa, mình sẽ không pending lại ở đó những vấn đề nào nữa, mình phải đi, mình phải chọn và mình phải tiến về phía trước. Và mình cảm thấy cái năng lượng này là sẽ có rất là nhiều cái tin tức đến với bạn, và mình cảm giác như là nó sẽ có những cái nguồn năng lượng hoặc là nguồn gió mới đến với bạn đó. Kể cả nếu như mà bạn gặp những cái khó khăn trong cái vấn đề tình cảm hoặc mối quan hệ, thì mình thấy nó bắt đầu là những cái nghiệp quả đó đó, mình nghĩ là bắt đầu là nó đã có một cái dấu hiệu của cái việc đó là khi mà cái suy nghĩ của bạn thay đổi, không phải là mọi thứ nó thay đổi liền. Nhưng cái nghịch cảnh nó không phải thay đổi liền, nhưng mà mình cảm thấy là khi bạn thả lỏng á, thì những giống như là
cái cục đá nó bị chọi về phía bạn á, bạn không có lấy chân bạn đá lại nó hoặc là bạn không có tác động lại nó thì bạn sẽ không có bị đau đớn. Và khi cái cục đá nó tới và bạn cũng chỉ biết được là nó rớt xuống ngay chỗ đó, và như vậy là những khó khăn đó, và bạn cứ từ từ bình tĩnh mọi thứ, thì tự nhiên cái kiểu như bạn không có tác động lại nó, bạn không có đối chọi lại nó, thì tự nhiên mọi thứ nó đã nó dần cảm thấy là mình cảm thấy là nó ổn hơn. Và mình thấy là cái mối quan hệ nào đó của bạn, nếu như mà bạn có cái sự tạm ngừng chia tay thì có thể là sẽ có cái sự hẹn hò trở lại trong cái năng lượng này ha. Thực ra trong cái năng lượng này mình vẫn cảm thấy là nó gọi là, nói chung bạn sẽ có một cái tin tức hoặc là một cái cuộc gọi từ cái người yêu hoặc là cái người mà bạn đang trông chờ, ai đó thích bạn và muốn kết nối với bạn. Nhưng mà cái năng lượng của bạn là mình thấy là sắp tới là giống như là tràn đầy sức sống, giống như kiểu như là bạn không có ngồi đó với cái đống hỗn độn nữa, hoặc là ngồi ở trong phòng, nhốt mình trong phòng nữa. Có vẻ như mọi thứ nó bắt đầu nó có cởi mở, bạn có như là bạn bước ra ngoài, bạn chữa lành được bản thân của mình tốt hơn, bạn cân bằng giữa cái suy nghĩ đầu óc của bạn với lại những cái việc ở bên ngoài nhiều hơn đó, chứ bạn không có ngồi đó nữa. Và mình nghĩ rằng là có thể là bản thân của bạn á, vừa vừa trải qua một cái bài học mệt mỏi và sâu sắc trong một cái liên kết năng lượng, mối quan hệ của bạn, và kiểu nó sẽ có cái sự thức tỉnh nếu mà năng lượng của bạn, cái người này là ngọn lửa sinh đôi nha. Mình cảm thấy là có một cái sự thức tỉnh trong cái năng lượng của bạn, của chính bản thân bạn, và bạn đang bạn healing, bạn bạn gọi là bạn vượt qua cái giai đoạn đó một cái cách nó cũng mệt mỏi, và bây giờ là đã đến cái lúc mà bạn cảm thấy bạn open, bạn cởi mở được hơn, bạn có một cái sự transformation được hơn, và bạn sẽ bước lên một cái level kế tiếp. Và cái câu trả lời mà bạn cần á, ví dụ như bạn là bạn bạn không biết rằng là liệu rằng là bạn lựa chọn như vậy, hoặc là bạn nghĩ như vậy, hoặc là cái điều đó nó có đến, nó có tốt với bạn không á, thì cái câu trả lời của bạn là sẽ là say yes cho bạn. Và mình cảm thấy á, đó là nó là giống như là cái năng lượng này mình nghĩ là nó sẽ có sự thỏa thuận giao tiếp, thỏa thuận nha, có sự giao tiếp, sự thỏa thuận trong cái năng lượng này nhiều hơn. Nó sẽ có cái sự lãng mạn nhiều hơn, và cái năng lượng của cái mối quan hệ này thì mình nghĩ là nó đã từng có cái sự chia tay đó bạn ha, đã từng có cái sự tách nhau ra hoặc là chia tay. Cái thời gian kế tiếp của bạn á, mình thấy là có một cái bữa tiệc hay một cái gì đó nó đánh dấu một cái chặng đường mới kế tiếp của bạn. Và cái giai đoạn này á, là có một số mối quan hệ là bạn sẽ say goodbye, mình không có kết nối được và mình sẽ chia tay, mình sẽ giống như là đón những mối quan hệ mới, giống như là mở cửa đón người mới. Thì mình thấy là bạn sẽ gặp nhiều hơn một mối quan hệ mà mình cảm thấy là bạn xứng đáng được yêu, vì vậy cho nên bạn đừng phụ thuộc cảm xúc vào bất cứ điều gì ha. Và mình cảm thấy là cái người cũ sẽ quay lại. Và nếu như mà trong mối quan hệ của bạn với họ mà cả hai người đều tự do đó, thì cái khả năng nó sẽ có một cái bước tiếp theo, một cái next phase, một cái bước tiếp theo mà nó khiến cho mối quan hệ nó ổn định hơn ha. Mình nói ví dụ như là mình không chắc rằng là sẽ cưới sinh hoặc sẽ như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy là nó sẽ vững chắc hơn, giống như kiểu như là sẽ hướng đến cái điều đó chứ không phải là quan chơi cho vui hoặc là như thế nào bạn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài này ở đây. Trước thềm năm mới á, thì mình thấy rằng là rõ ràng là có những cái điều kỳ diệu đến với bạn, và những cái sự gọi là nở hoa đến với bạn. Và những điều kỳ diệu và những điều nở hoa này chính là cái sự manifest của bạn, là bởi vì cái tinh thần của bạn nó thay đổi, bởi vì trong cái cuộc sống của bạn khi nó vận hành chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó có thể là cảm giác là nó rối ren trong cái quá khứ, nhưng mà cái đó là cái bài học mà nó rất là cần thiết và nó phải đến để cho bạn mới nhận thấy được, và bạn mới có thể là ôm trọn cái trái tim của mình, có nghĩa là mình hiểu cái trái tim của mình. Và giống như kiểu như là ngày ngày trước có thể nó có bị bích bùng ở đâu trong cái trái tim của bạn, thì cái điều đó nó cái tảng đá trong cái trái tim đó đó, khi mà bạn trải qua cái bài học này giống như là nó bị đổ ra, nó bị vỡ ra, nó bị đó ra, và nó làm cho mọi thứ giống như là nó được luân chuyển, nó sẽ nó trở nên tốt hơn. Thì mình cảm thấy là bạn sẽ không có cố chấp trong cái mối quan hệ hay trong cái suy nghĩ về cái tình cảm hay bất cứ cái điều gì nữa. Bạn có thể cân bằng được cái năng lượng nam tính của bạn và nữ tính của bạn trong đó, và thậm chí là bạn có một cái sự gọi là giống như là
mình tạm gọi là giống như là thức tỉnh ha, thức tỉnh trong cái cách yêu, trong cái cách tương tác, hoặc là học được rất là nhiều cái bài học. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 1 ở đây, các bạn xem cho bài riêng thì inbox giùm mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2. Tụ bài số 1 ở 2 phút ha, tụ bài số 2. Bài số 2. Rồi, tụ bài số 2 của chúng ta ở 11 phút đi ha. Một phút cho cái tụ bài số 2. Thì đầu tiên á, là mình sẽ thấy được á, bạn nào mà chọn cái tụ bài số 2 á, thì cái năng lượng kế tiếp của bản thân bạn á, đó là một cái năng lượng về cái việc là bạn sẽ rất là nhạy cảm hoặc là nhạy bén về cái mặt tâm linh, mà mình cảm thấy là những cái trực giác của bạn nó báo tin cho bạn rất là chính xác. Và cái năng lượng này á, thì trong cái thời gian kế tiếp thì mình vẫn cảm thấy đó là bạn đang có một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ về cái mặt tâm linh của bạn. Đó, bạn đang gieo những hạt giống hoặc là bạn đang có những cái bài học về mặt tâm linh, và mình nghĩ rằng là nó sẽ là một cái điều gì đó rất là tốt đẹp đối với bạn, một cái sở hữu khả năng nào đó liên quan về cái mặt tâm linh của bạn. Ở cái năng lượng này bạn đang có những cái điều mà bạn chưa có quyết định được, hoặc là bạn còn có đối diện với lại những cái nỗi buồn hoặc là cái cảm xúc nào đó bên trong của bạn chưa cảm thấy tự tin, hoặc là chưa cảm thấy là được kết nối trong cái tình cảm. Thì thật ra mình thấy là cái thời gian kế tiếp thì bạn sẽ rời khỏi được cái năng lượng mệt mỏi đó. Nói chung là nó chỉ là một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi thôi bạn, giống như là kiểu như là mình làm quá, mình giống như trong mối quan hệ này, trong cái cuộc sống này có nhiều cái quá, cái mình mệt mỏi, mình có một cái sự tạm ngưng nghỉ như vậy, nhưng mà mình vẫn thấy được là bạn bắt đầu có một sự sẽ có một cái gọi là sự khách quan hơn, tích cực hơn, và bạn sẽ có một cái tình yêu chân thật nha, có một cái true love trong cái tình cảm của bạn. Trong cái năng lượng này mình thấy là có một cái true love trong cái tình cảm của bạn, và mình thấy là bạn sẽ kết nối được với đúng người đó. Bạn sẽ có được một cái giai đoạn mà nói chung là ở đây thì mình nghĩ là cái năng lượng này nó sẽ là một cái năng lượng đó là bạn đỡ phụ thuộc cảm xúc hơn đó. Bạn sẽ có một cái giai đoạn là nghỉ ngơi đi, mình gọi là tạm nghỉ đi, mà mình thấy là bạn có quà, hoặc là bạn sẽ có được một cái sự may mắn nào đó mà vũ trụ ưu ái cho bạn. Và cái sự may mắn này, nếu như mà bạn 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 hay mua vé số, hay 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 là hay chơi những cái con số hay này kia, thì cái cũng có cái sự may mắn trong cái đó, là mình thấy là có một cái sự may mắn nha đó. Và cái năng lượng này thì bạn đang ở trong cái dòng chảy của cái suy nghĩ rất là nhiều, giữa bộn bề những cái suy nghĩ, nhưng mà những cái suy nghĩ này á, thì mình cảm thấy là nó có những cái sự lặp đi lặp lại. Và bản thân của bạn á, là mình cảm thấy là bạn vẫn còn nằm trong ở cái vùng an toàn của bạn, có nghĩa là thí dụ bạn tương tác với cái người nào hoặc là đối tượng nào, tình cảm nào, cho dù bạn có cảm giác là lãng mạn hoặc là dễ thương này kia, nhưng mà nó vẫn chưa có một cái gì đó thật sự gọi là nhảy ra cho bạn hoặc là tới với bạn để bạn cảm thấy là mọi thứ nó vô guồng, hay nó vô tông rồi, hay là nó này kia. Có nó cơ bản là nó cũng chỉ là giống như bạn bước ra một chút được cái nỗi sợ của bạn thôi, để mà bạn kết nối với cái người đó thôi, chứ thật ra bản thân của bạn vẫn còn những cái cảm xúc, nó gọi là nó mâu thuẫn nè, nó ghen tuông nè, cái ego của bạn nè, cái tôi của bạn nè. Và mình nghĩ là bạn cần thời gian để chữa lành. Nói chung là cái giai đoạn này á, cho dù cái người đó có muốn cam kết với bạn, bạn cũng chưa đủ cái gọi là chưa đủ cái gọi là an toàn đó, mà bạn giống như là đôi khi là mình cũng nghĩ rằng là có thể là bạn sẽ bị kéo theo cái cảm xúc đó, kéo theo cái cảm xúc của cái người đó.
kéo theo cái cảm xúc của mối quan hệ này. Mặc dù mình thấy ở đây là true love nha, là tình yêu thật sự đó, nhưng mà bạn cần, giống như là nếu là người cũ thì sẽ gặp lại đó, và mình thấy là bạn cần có cái gì, bạn cần có một cái gọi là bạn cần có một cái gọi là giống như là tự do, một cái sự tự do trong cái mối quan hệ này. Mình không phải là nói là bạn bước ra khỏi mối quan hệ này, nhưng mà bạn phải có một cái sự tự do, và mình nghĩ rằng là cái sự tự do đó nó sẽ đến với bạn trong cái thời gian kế tiếp. Mình thấy là những cái sự cố gắng của bạn có thể là nó sẽ được đền đáp đó. Thật ra thì giống như là cái sự tự do đó của bạn sẽ nó bạn sẽ làm được cái năng lượng về cái sự tự do đó, là bạn sẽ có thể gọi là thoải mái hơn để tương tác với cái người đó hoặc đối tượng đó trong một cái mức năng lượng là bạn bè vui vẻ, mình nói ví dụ vậy. Thật ra thì cũng có những cái lo lắng á, những cái gọi là giống như là bạn bạn lo lắng về cái việc những cái điều trong quá khứ á, nó ám ảnh bạn, cho nên là bạn lo lắng rằng là không biết rằng là giống như là mọi thứ nó sẽ có tốt hay không. Thì bạn cũng có thể là bạn cũng chỉ bước ra được một cái nguồn năng lượng là mình tích cực, mình vui vẻ, mình tự do trở lại. Nhưng mà để mà mình đặt cái niềm tin 100%, 1000% vô cái mối quan hệ đó, mối quan hệ cũ đó, thì bạn lại còn lo lắng. Nhưng mà mình nghĩ là cái người yêu đó của bạn vẫn đang chờ bạn, cái người đó đó, đó họ vẫn đang chờ bạn. Mà mình nghĩ là cái năng lượng này thì nó sẽ tốt thôi, nó sẽ có một cái sự lãng mạn, một cái kết nối, hoặc là một cái nghỉ dưỡng, hoặc là một cái gì đó, nó sẽ là bạn cứ cởi mở bản thân mình ra để mà có thể là hưởng được những cái năng lượng lãng mạn tuyệt vời nha. Nói chung là mình thấy nếu như mà người cũ hay là bất cứ cái điều gì á, thì mình không có muốn là, nói chung là mình nghĩ là bạn sẽ có một cái gọi là cái cơ hội mới nha, và hoặc là cái cơ hội thứ hai ha, cái cơ hội thứ hai cho chính bản thân của mình, dù là người mới, người cũ hay người như thế nào, nhưng mà kiểu như là bỏ qua những cái nhọc nhằn, những cái mệt mỏi hoặc là những cái ám ảnh của quá khứ đi. Tại vì mình thấy là có một đoạn là bạn cũng mệt mỏi, là bạn cũng bị mắc kẹt vô đó, nhưng mà bạn đã bước ra được rồi, bạn sẽ bước ra được trong cái thời gian kế tiếp. Và trước thềm năm mới á, thì mình vẫn thấy cái năng lượng này của bạn á, là nó gọi là nó sẽ có những cái sự ví dụ như là bữa tiệc nè, những cái bữa tiệc hoặc là những cái gọi là cái gì đó rất là thú vị để chăm sóc bản thân bạn, như chăm sóc tóc, chăm sóc body, chăm sóc này kia, hoặc là chăm sóc tinh thần về nến thơm về này kia đó. Bạn sẽ có một cái sự chăm sóc nào đó cho bản thân của bạn, và mình nghĩ rằng là cái năng lượng này thì sẽ là một cái năng lượng bạn sẽ đến một cái thời gian á, là kết nối với những cái người cùng tần số của bạn á. Bạn tìm được một cái môi trường, những cái người mà cùng cái tần số để bạn chia sẻ cái cuộc sống á, thì mình thấy là có cái năng lượng đó ha. Và mình nghĩ là bạn cũng sẽ kiến tạo lên được rất là nhiều những cái điều mới tư tắn. Ví dụ như bạn ấp ủ những cái ước mơ hoặc những cái mong muốn làm cái gì á, thì mình thấy là bạn làm được ha, bạn làm được, bởi vì bắt đầu bạn đã muốn làm. Và thật sự nếu như mà có cái mối quan hệ tình cảm á, thì mình cũng cảm thấy là cái người đó với bạn là muốn nắm tay nhau để xây dựng. Cho nên là trước thềm năm mới thì những cái chuyện cũ hay những chuyện quá khứ hay những cái sai lầm hay những cái gì á, mình phải buông bỏ, và mình phải thật sự buông bỏ, và mình phải cảm thấy là mình hoàn toàn quên đi đi. Nói chung là đừng có để tâm quá nhiều, hoặc là đừng ngó về quá khứ, cái chuyện ngày hôm qua, ngày hôm kia là bỏ hết đi ha. Đừng, càng mình để trong tâm mình càng nhiều thì mình sẽ càng mệt mỏi thôi ha. Ai cũng có cái lỗi sai, hoặc ai cũng có những cái quá khứ hoặc như thế nào, nếu tha thứ được thì mình đón nhận những cái điều mới. Vì vậy cho nên là mình nghĩ là cái trái tim to lớn này chính là cái trái tim lành lặn mà bạn sẽ sử dụng trong cái thời gian sắp tới để yêu, hoặc là để mở rộng, để mà hưởng những cái sự lãng mạn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 2 ở đây. Các bạn xin cho bài riêng thì có thể inbox giùm mình. Bây giờ sẽ đến với cái tụ bài số 3 ha bạn ha. Rồi, tụ bài số 3 ở 20 phút đi ha.
tụ bài số 3 của chúng ta ở 20 phút thì Rồi, tụ bài số 3 của chúng ta ở 20 phút thì đầu tiên là mình có trước thềm năm mới thì mình thấy bạn sẽ có một cái sự khởi đầu mới nó khá là tốt đẹp. Và mình nghĩ rằng là cái sự khởi đầu mới này ấy, nó chính là cái sự nở hoa đối với bạn, và giống như là cái mùa đông băng giá nó đã kết thúc và đã đến cái mùa xuân. Và mùa xuân thì cây trái nở hoa, chim muông nó về để mà nó hút mật hoặc là nó làm tổ hoặc là nó sum vầy với những cái đóa hoa, thì nó cũng tượng trưng cho cái việc đó là bạn sẽ có một cái tình yêu nở hoa. Nó giống như cái cây này nè, hai người sẽ đoàn tụ hoặc sẽ kết nối, và mình nghĩ rằng là bạn đã có thể rằng là manifest thành công một cái kết nối tình cảm tuyệt vời, và mình nghĩ rằng là nó sẽ có một cái sự ổn định hơn. Và mình cảm giác là bạn sẽ có một cái gì đó về cái sự gặt hái thành công cá nhân mình về mặt tiền bạc vật chất ha. Và mình cũng thấy được là có thể rằng là cái năng lượng này á là nó sẽ mang lại cho bạn á, là những cái giây phút mà nó thoải mái nhất, có nghĩa là mình yêu thương nhau nhưng mà mình không có phải là nhọc nhằn, mình rất là nhẹ nhàng, rất là lãng mạn. Mình cảm thấy mọi thứ, mình đi tìm kiếm những cái điều gọi là để mà bù đắp vô trong cái trái tim của mình đó. Và mình thấy là phía trước chắc là có nhiều điều rất là thú vị đang chờ đón bạn, mà những cái điều thú vị này á, nó chờ đón bạn nhưng mà tại vì bạn không có chờ đón nó đó, thành ra là nó tới trong cái tâm thế đó là bạn vẫn còn yêu đời, vẫn đang yêu đời, vẫn đang chăm sóc bản thân mình, vẫn đang làm này làm kia đó, cho nên là nó trở thành một cái năng lượng đó là giống như bạn không dành cho mình một cái gì á thì tự nhiên nó tới nó cho bạn. Còn thí dụ như khi mà bạn đứng lên bạn giành công lý công bằng thì nó lại không không được á, thì mình cảm thấy giống như là nói chung là công lý sẽ tự thuộc về bạn, mình cảm thấy là như vậy. Và mình cảm thấy là những cái sự chữa lành và những cái thông điệp tình yêu hoặc là những cái gọi là tin tức hoặc là cuộc gọi hoặc là này kia nó sẽ đến với bạn một cái cách là làm cho bạn hạnh phúc. Nói chung là cái chìa khóa đi đến cái sự hạnh phúc của bạn á, đó là người khác làm cho bạn nhưng mà bạn không phải là bạn mong cầu người khác làm cho bạn thì bạn mới vui, mà tự nhiên bạn đang vui thì bạn càng vui hơn nữa đó. Thì mình nghĩ rằng là đến lúc á, mà bạn sẽ đối diện với mọi thứ, đối diện với lại những cái vết thương ở bên trong nè, bạn sẽ đối diện với cái đối tượng đó của bạn nè, bạn sẽ phải nhìn nhận lại tất cả mọi thứ nè. Nhưng mà cái năng lượng này của bạn á thì mình thấy rằng nó đã đến cái thời điểm mà cái người partner của bạn á họ muốn cam kết với bạn, hoặc là họ muốn một cái giai đoạn nào đó mà nó gọi là mình cảm giác là nó cam kết nhiều hơn á, là bạn sẽ gặp lại hoặc kết nối hoặc sum vầy hoặc là vui vẻ với cái người đó. Và mình nghĩ rằng là sẽ có cái cuộc gọi hoặc là tin nhắn hoặc là những cái thông điệp tình yêu, và thực sự mình cảm thấy là cái tình yêu nó đang đến với bạn, cái năng lượng tình yêu rất là lớn ha. Bạn có những cái lời mời, những cuộc gặp gỡ này kia đó, thì mình vẫn thấy rằng là có người nào đó là nghĩ đến bạn và có thể rằng là họ sẽ gọi cho bạn đó, hoặc sẽ gửi những cái thông điệp tình cảm đến với bạn đó. Và mình nghĩ rằng là cái điều gì mà lặp đi lặp lại trong cái cuộc sống của bạn á, cái điều đó đó nó chính là cái định mệnh mà bạn sẽ phải trải qua đó. Nói chung là mình thấy là cũng có một cái gọi là định mệnh, một cái năng lượng định mệnh, mình không nói là người cũ nhưng mà kiểu như là một bài học nào đó hoặc là một cái gì đó bạn chưa pass nó bị lặp đi lặp lại thì bạn cứ tiếp tục thôi. Ở đây thì mình thấy là bạn sẽ có thể đặt niềm tin nhiều hơn vô trong một cái câu chuyện tình cảm, nhưng mà không phải là sự mong cầu hoặc là không phải sự chạy đuổi theo, bạn sẽ ở đó để bạn thu hút đó. Đúng luôn, là cái bài học đó, cái bài học của bạn đó ha, mình thấy cái bài học của bạn đó, cái bài học của bạn nó diễn ra và bạn phải học, và bạn phải nhìn lại cái tình huống đó để bạn học đó. Và bạn có thể là trong thời gian kế tiếp thì có duyên một cái gì đó về viết lách hoặc là cái gì đó rất là hoặc là như là bạn sẽ viết lên một cái quyển sách hoặc là một cái trang sách về cái cuộc hành trình tiếp theo của bạn nó như thế nào. Mà mình thấy rằng là có thể là nó sẽ có những cái niềm tin mạnh mẽ đối với bạn quay trở lại ha. Giống như là bạn sẽ thấy được một điều gì đó về cái sự vận hành của vũ trụ, về suy nghĩ tâm linh hoặc là như thế nào đó nó được đến với bạn đó. Có thể á, là sau cái sự mất mát hoặc là sau cái gì đó bạn bạn
nó sẽ có cái sự giống như là có thể là bạn có những cái điều hối hận hoặc là bạn có những cái gọi là sự trống rỗng trong bản thân mình một khoảng thời gian, nhưng mà cái điều đó nó sẽ được bù đắp tất cả. Mình cảm thấy là giống như là kiểu như là bạn sẽ được giống như bạn sẽ là một cái cây và bạn sẽ được tưới tiêu hoặc là bồi đắp những cái phân bón, thì những cái tưới tiêu và bồi đắp đó nó sẽ thuộc về cái việc là khi bạn không không có như mình không có mong cầu, tự nhiên cái người ta họ đến kiểu vậy. Và mình nghĩ là sẽ là một cái năng lượng của việc là bạn sẽ được truyền cảm hứng, phải gọi là vậy, bạn sẽ được truyền cảm hứng cho cái cuộc sống của mình nó trở nên nó thay đổi hoặc là nó khác hơn, bạn sẽ có những cái cơ hội mới để thay đổi. Thật ra thì mình thấy là trong năng lượng này á, là cho dù cái điều gì mà bạn mất mát á, thì những cái điều đó đó nó thật sự nó không có thuộc về bạn, mà đó chỉ là một cái bài học để bạn từ đó bạn tìm kiếm bạn khám phá chính bản thân bạn một lần nữa. Và cái điều mà bạn cần nhất á, là không phải là giống như chạy đuổi theo một cái tình yêu ảo ảnh, hay chạy đuổi theo hoặc là nhìn thấy cái gia đình của người ta hạnh phúc, hoặc nhìn thấy ai đó hạnh phúc, hoặc nhìn thấy những cái mối quan hệ nào đó tại sao họ hạnh phúc mà bạn lại không được, trong khi cái ngọn đèn của bạn lại không tự thắp sáng mà bạn lại đi nhìn cái ngọn đèn của người khác. Thì có lúc đó bạn sẽ học được cái sự lắng nghe, sự tĩnh tâm, và bạn biết được là cái gia đình của mình hoặc là kiểu như là cái điều mà mình cần nó không phải là một cái nhà mà là một cái gia đình, một cái tổ ấm, thì bạn sẽ phải sưởi ấm, bạn sẽ phải thắp sáng đó. Và mình nghĩ rằng là đúng, thực sự là mình cảm thấy là có rất là nhiều cái nó báo hiệu về cái fresh start, như là cái sự khởi đầu mới á. Ở đây nó cũng nói như vậy, thì mình nghĩ rằng là cái tình cảm của bạn á, nó sẽ có sự khởi đầu mới, và cái sự khởi đầu mới này là tất cả bạn đều phải có một cái sự đầu tư, có một sự xây dựng ha, thì mới được. Nhưng mà mình thấy là đến cái thời điểm rồi, đến cái thời điểm mà bạn phải phải có một cái sự bước 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 tiếp theo, chứ còn nếu như mà bạn cứ học cái bài học đó hoài, bạn không pass á, thì rất là khó để cho bạn có một cái sự trơn tru ở phía trước. Mình nghĩ bạn chắc là cũng sẽ gặp được ai đó ha, sẽ có cái sự gặp gỡ được cái người mới hoặc là ai đó. Nhưng mà cái năng lượng này thì mình thấy là cứ cứ bình tĩnh, và không, mình không nói là chờ đợi, nhưng mà cứ bình tĩnh, những cái điều xứng đáng nó đang tới với bạn, nó rất là nó bạn sẽ thành công và bạn sẽ may mắn về cái mặt tiền bạc nữa ha, cái tình cảm nó cũng sẽ ổn và cái tiền bạc nó cũng sẽ may mắn. Mà mình thấy là ai đó đó họ đang giống như là có một cái trái tim muốn trao cho bạn, bạn cũng ngồi đó đợi bạn. Đợi để trao cái tình cảm đó, hoặc là kiểu như là họ pending ở đó, nhưng mà không có nghĩa rằng là họ quên đi bạn hoặc như thế nào đó, họ sẽ trao cho bạn cái tình cảm đó ở một cái thời điểm nào đó trong cái tương lai. Và trước cái thềm năm mới ấy, thì mình nghĩ là đang có rất là nhiều những cái mới đến với bạn. Và mình cảm thấy rằng là cái bài học về mặt tâm linh của bạn ấy, là cái bài học mà bạn phải trải qua, và bạn phải chú tâm thật là nhiều về những cái gì đã qua đó, nó là cái gì vậy, nó là cái bài học gì vậy, mình không được mắc lại lỗi lầm từ những cái bài học đó nữa. Và mình hãy cởi mở thật là tốt đẹp để xây dựng cho mình một cái tổ ấm ha, cho bất cứ người đó là ai, nếu họ phù hợp, họ ổn và họ tốt, họ là true love của bạn, và bạn thu hút họ đến với bạn chứ không phải bạn chạy theo họ, thì cái người đó xứng đáng để bạn tiếp tục bạn xây dựng ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trả bài này ở đây ha. Các bạn xem trả bài riêng có thể inbox Facebook giùm cho mình ha. Hẹn gặp lại các bạn ở trả bài sau.